Chào các bạn. Như vậy là ở video hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu được thứ nhất là nguồn gốc của triết học. Thứ hai, đó là khái niệm triết học. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu của triết học và triết học hạt nhân lý luận của thế giới quan. Sau đây chúng ta đi vào phần C nhỏ. Đó là đối tượng nghiên cứu của triết học. Chúng ta lưu ý rằng, cùng với quá trình phát triển của tồn tại xã hội, của nhận thức và của bản thân triết học, trên thực tế, nội dung của đối tượng nghiên cứu của triết học cũng thay đổi trong các trường phái khác nhau. Đối tượng của triết học là các quan hệ phổ biến và các quy luật chung nhất của toàn bộ tự nhiên, xã hội và tư duy. Chúng ta lưu ý là đối tượng của triết học là các quan hệ phổ biến và các quy luật chung nhất của toàn bộ tự nhiên, xã hội và tư duy. Ngay từ khi ra đời, triết học được xem là hình thái cao nhất của tri thức, bao hàm trong nó tri thức của tất cả các lĩnh vực mà mãi về sau, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 mới dần thuộc về các ngành khoa học cụ thể. Nền triết học tự nhiên là khái niệm chỉ triết học. Ở phương Tây thời kỳ, nó bao gồm trong nó tất cả những tri thức mà con người có được, trước hết là các tri thức thuộc khoa học tự nhiên, sau này như toán học, vật lý học, thiên văn học. Đây là nguyên nhân làm nảy sinh quan niệm vừa tích cực vừa tiêu cực rằng triết học là khoa học của mọi khoa học. Ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại, nền triết học tự nhiên đã đạt được những thành tựu vô cùng rực rỡ, mà các hình thức muôn hình muôn vẻ của nó như đánh giá của Engel đã có mầm mống và đang nảy nở hầu hết tất cả các loại hình thế giới quan sau này. Ảnh hưởng của triết học Hy Lạp cổ đại còn in đậm dấu ấn đến sự phát triển của tư tưởng triết học ở Tây Âu mãi về sau này. Ngày nay, văn hóa Hy La còn là tiêu chuẩn của việc gia nhập cộng đồng châu Âu. Ở Tây Âu thời Trung Cổ, khi quyền lực của giáo hội bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thì triết học trở thành nô tỳ của thần học. Nền triết học tự nhiên bị thay bằng nền triết học kinh viện. Triết học trong gần thiên niên kỷ đêm trường Trung Cổ chịu sự quy định và chi phối của hệ tư tưởng Kitô giáo. Đối tượng của triết học kinh viện chỉ tập trung vào các chủ đề như niềm tin tôn giáo, thiên đường, địa ngục, mặc khải và chú giải các tín điều phi thế tục. Những nội dung nặng về tư biện. Phải đến sau cuộc cách mạng của Copernic, các khoa học Tây Âu thế kỷ 15-16 mới dần phục hưng, tạo cơ sở tri thức cho sự phát triển mới của triết học. Cùng với sự hình thành và củng cố quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa để đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt yêu cầu của sản xuất công nghiệp, các bộ môn khoa học chuyên ngành, trước hết là các khoa học thực nghiệm đã ra đời. Những phát hiện lớn về địa lý và thiên văn cùng với những thành tựu khác của khoa học thực nghiệm thế kỷ 15-16 đã thúc đẩy cuộc đấu tranh giữa khoa học
triết học duy vật với chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. Vấn đề đối tượng của triết học bắt đầu được đặt ra. Những đỉnh cao mới của chủ nghĩa duy vật thế kỷ 17-18 đã xuất hiện ở Anh, Pháp và Hà Lan với những đại biểu tiêu biểu như Bacon, Hobbes, Diderot, Spinoza, vân vân. Lenin đặc biệt đánh giá công lao của các nhà duy vật Pháp thời kỳ này đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học trước Marx. Ông đã khẳng định rằng trong suốt cả lịch sử hiện đại của châu Âu và nhất là vào cuối thế kỷ 18 ở nước Pháp, nơi đã diễn ra một cuộc quyết chiến chống tất cả những rác rưởi của thời Trung cổ, chống chế độ phong kiến trong các thiết chế và tư tưởng, chỉ có chủ nghĩa duy vật là triết học duy nhất triệt để, trung thành với tất cả mọi học thuyết của khoa học tự nhiên, thù địch với mê tín và thói đạo đức giả. Bên cạnh chủ nghĩa duy vật Anh và Pháp thế kỷ 17-18, tư duy triết học cũng phát triển mạnh trong các học thuyết triết học duy tâm mà đỉnh cao là Cantor, Hegel, đại biểu xuất sắc của triết học cổ điển Đức. Triết học tạo điều kiện cho sự ra đời của các khoa học, nhưng sự phát triển của các khoa học chuyên ngành cũng từng bước xóa bỏ vai trò của triết học tự nhiên cũ, làm phá sản tham vọng của triết học muốn đóng vai trò là khoa học của các khoa học. Triết học Hegel là học thuyết triết học cuối cùng thể hiện tham vọng đó. Hegel tự coi triết học của mình là hệ thống nhận thức phổ biến, trong đó những ngành khoa học riêng biệt chỉ là những mắt khâu phụ thuộc vào triết học, là logic học ứng dụng. Hoàn cảnh kinh tế xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học vào đầu thế kỷ 19 đã dẫn đến sự ra đời của triết học Marx. Đoạn tuyệt triệt để với quan niệm triết học là khoa học của các khoa học, triết học Marx xác định đối tượng nghiên cứu của mình là tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật triệt để, và nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Các nhà triết học Marxist về sau đã đánh giá với Marx, lần đầu tiên trong lịch sử, đối tượng của triết học được xác lập một cách hợp lý. Vấn đề tư cách khoa học của triết học và đối tượng của nó đã gây ra những cuộc tranh luận kéo dài cho đến ngày nay. Nhiều học thuyết triết học hiện đại ở phương Tây muốn từ bỏ quan niệm truyền thống về triết học, xác định đối tượng nghiên cứu riêng cho mình, như là mô tả những hiện tượng tinh thần, phân tích ngữ nghĩa, chú giải văn bản, vân vân. Mặc dù vậy, cái chung trong các học thuyết triết học là nghiên cứu những vấn đề chung nhất của giới tự nhiên, của xã hội và con người, mối quan hệ của con người, của tư duy con người nói riêng với thế giới. Như vậy, ở bên trên chúng ta đã tìm hiểu được nội dung C nhỏ, đó là đối tượng nghiên cứu của triết học. Sau đây chúng ta chuyển sang phần D nhỏ, triết học hạt nhân lý luận của thế giới quan. Trước hết chúng ta phải hiểu thế giới quan là gì.
chúng ta biết rằng nhu cầu tự nhiên của con người về mặt nhận thức là muốn hiểu biết đến tận cùng, sâu sắc, toàn diện về mọi hiện tượng, sự vật, quá trình. Nhưng tri thức mà con người và cả loài người ở thời nào cũng lại có hạn, là phần quá nhỏ bé so với thế giới cần nhận thức vô tận bên trong và bên ngoài con người. Đó là tình huống có vấn đề của mọi tranh luận triết học và tôn giáo. Bằng trí tuệ, duy lý, kinh nghiệm và sự mẫn cảm của mình, con người buộc phải xác định những quan điểm về toàn bộ thế giới làm cơ sở để định hướng cho nhận thức và hành động của mình. Đó chính là thế giới quan. Chúng ta lưu ý là bằng trí tuệ, duy lý, kinh nghiệm và sự mẫn cảm của mình, con người buộc phải xác định những quan điểm về toàn bộ thế giới làm cơ sở để định hướng cho nhận thức và hành động của mình. Đó chính là thế giới quan. Tương tự như các tiên đề, với thế giới quan, sự chứng minh nào cũng không đủ căn cứ, trong khi niềm tin lại mách bảo độ tin cậy. Khái niệm thế giới quan hiểu một cách ngắn gọn là hệ thống quan điểm của con người về thế giới. Có thể định nghĩa thế giới quan là khái niệm triết học chỉ hệ thống các tri thức, quan điểm, tình cảm, niềm tin, lý tưởng xác định về thế giới và về vị trí của con người, bao hàm cả cá nhân, xã hội và nhân loại trong thế giới đó. Thế giới quan quy định các nguyên tắc, thái độ, giá trị trong định hướng nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Các khái niệm, bức tranh chung về thế giới, cảm nhận về thế giới, nhận thức chung về cuộc đời, vân vân, khá gần gũi với khái niệm thế giới quan. Thế giới quan thường được coi là bao hàm trong nó nhân sinh quan, vì nhân sinh quan là quan niệm của con người về đời sống với các nguyên tắc, thái độ và định hướng giá trị của hoạt động người. Những thành phần chủ yếu của thế giới quan là tri thức, niềm tin và lý tưởng. Trong đó, tri thức là cơ sở trực tiếp hình thành thế giới quan. Nhưng tri thức chỉ gia nhập thế giới quan khi đã được kiểm nghiệm ít nhiều trong thực tiễn và trở thành niềm tin. Lý tưởng là trình độ phát triển cao nhất của thế giới quan, với tính cách là một hệ thống quan điểm chỉ dẫn tư duy và hành động. Thế giới quan là phương thức để con người chiếm lĩnh hiện thực. Thiếu thế giới quan, con người không có phương hướng hành động. Trong lịch sử phát triển của tư duy, thế giới quan thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau, nên cũng được phân loại theo nhiều cách khác nhau như thế giới quan tôn giáo, thế giới quan khoa học và thế giới quan triết học. Ngoài ba hình thức chủ yếu này, còn có thể có thế giới quan huyền thoại, mà một trong những hình thức thể hiện tiêu biểu của nó chính là thần thoại. Theo những căn cứ phân chia khác, thế giới quan còn được phân loại theo các thời đại, các dân tộc, các tộc người, hoặc thế giới quan kinh nghiệm, thế giới quan thông thường. Thế giới quan chung nhất, phổ biến nhất, được sử dụng một cách ý thức hoặc không ý thức trong mọi ngành khoa học và trong toàn bộ đời sống xã hội
là thế giới quan triết học. Chúng ta lưu ý là thế giới quan chung nhất, phổ biến nhất được sử dụng trong mọi ngành khoa học và trong toàn bộ đời sống xã hội chính là thế giới quan triết học. Như vậy, ở bên trên chúng ta đã tìm hiểu như thế nào là thế giới quan. Nội dung thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Nói triết học là hạt nhân của thế giới quan bởi thứ nhất, bản thân triết học chính là thế giới quan. Thứ hai, trong các thế giới quan khác như thế giới quan của các khoa học cụ thể, thế giới quan của các dân tộc hay các thời đại, vân vân, triết học bao giờ cũng là thành phần quan trọng nhất, đóng vai trò là nhân tố cốt lõi. Thứ ba, với các loại hình thế giới quan tôn giáo, thế giới quan kinh nghiệm hay thế giới quan thông thường, vân vân, triết học bao giờ cũng có ảnh hưởng và chi phối dù có thể không tự giác. Thứ tư, thế giới quan triết học như thế nào sẽ quy định các thế giới quan và các quan niệm khác như thế. Thế giới quan duy vật biện chứng được coi là đỉnh cao của các loại thế giới quan đã từng có trong lịch sử. Vì thế giới quan duy vật biện chứng đòi hỏi thế giới phải được xem xét dựa trên những nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Từ đây, thế giới và con người được nhận thức và theo quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển. Thế giới quan duy vật biện chứng bao gồm tri thức khoa học, niềm tin khoa học và lý tưởng cách mạng. Khi thực hiện chức năng của mình, những quan điểm thế giới quan luôn có xu hướng được lý tưởng hóa thành những khuôn mẫu văn hóa điều chỉnh hành vi của con người. Ý nghĩa to lớn của thế giới quan thể hiện trước hết là ở điểm đó. Thế giới quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của con người và xã hội loài người bởi những ý sau đây. Thứ nhất, những vấn đề được triết học đặt ra và tìm lời giải đáp trước hết là những vấn đề thuộc về thế giới quan. Thứ hai, thế giới quan đúng đắn là tiền đề quan trọng để xác lập phương thức tư duy hợp lý và nhân sinh quan tích cực trong khám phá và chinh phục thế giới. Trình độ phát triển của thế giới quan là tiêu chí quan trọng đánh giá sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng như của mỗi cộng đồng xã hội nhất định. Thế giới quan tôn giáo cũng là thế giới quan chung nhất có ý nghĩa phổ biến đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Nhưng do bản chất là đặt niềm tin vào các tín điều, coi tín ngưỡng cao hơn lý trí, phủ nhận tính khách quan của tri thức khoa học, nên không được ứng dụng trong khoa học và thường dẫn đến sai lầm, tiêu cực trong hoạt động thực tiễn. Thế giới quan tôn giáo phù hợp hơn với những trường hợp con người giải thích thất bại của mình. Trên thực tế, cũng không ít nhà khoa học sùng đạo mà vẫn có phát minh, nhưng với những trường hợp này, mọi giải thích bằng nguyên nhân tôn giáo đều không thuyết phục. Cần phải lý giải kỹ lưỡng hơn và sâu sắc hơn bằng những nguyên nhân vượt ra ngoài giới hạn của những tín điều tôn giáo. Không ít người, trong đó
có các nhà khoa học chuyên ngành thường định kiến với triết học, không thừa nhận triết học có ảnh hưởng hay chi phối thế giới quan của mình. Tuy thế, với tính cách là một loại tri thức vĩ mô giải quyết các vấn đề chung nhất của đời sống, ẩn giấu sâu trong mỗi suy nghĩ và hành vi của con người, tư duy triết học là một thành tố hữu cơ trong tri thức khoa học cũng như trong tri thức thông thường, là chỗ dựa tiềm thức của kinh nghiệm cá nhân. Dù các cá nhân cụ thể có hiểu biết ở trình độ nào và thừa nhận đến đâu vai trò của triết học, nhà khoa học và cả những người ít học không có cách nào tránh được việc phải giải quyết các quan hệ ngẫu nhiên, tất nhiên hay nhân quả trong hoạt động của họ, cả trong hoạt động khoa học chuyên sâu cũng như trong đời sống hàng ngày. Nghĩa là, dù hiểu biết sâu hay nông cạn về triết học, dù yêu thích hay ghét bỏ triết học, con người vẫn bị chi phối bởi triết học. Triết học vẫn có mặt trong thế giới quan của mỗi người. Vấn đề chỉ là thứ triết học nào sẽ chi phối con người trong hoạt động của họ, đặc biệt trong những phát minh sáng tạo hay trong xử lý những tình huống gay cấn của cuộc sống. Với các nhà khoa học, Engel trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên đã khẳng định rằng những ai phỉ báng triết học nhiều nhất lại chính là những kẻ nô lệ của những tàn tích thông tục hóa, tồi tệ nhất của những học thuyết triết học tồi tệ nhất. Dù những nhà khoa học tự nhiên có làm gì đi nữa thì họ cũng vẫn bị triết học chi phối. Vấn đề chỉ ở chỗ họ muốn bị chi phối bởi một thứ triết học tồi tệ hợp mốt, hay họ muốn được hướng dẫn bởi một hình thức tư duy lý luận dựa trên sự hiểu biết về lịch sử tư tưởng và những thành tựu của nó. Như vậy, triết học với tính cách là hạt nhân lý luận trên thực tế chi phối mọi thế giới quan, dù người ta có chú ý và thừa nhận điều đó hay không. Như vậy, ở nội dung một nhỏ, chúng ta đã tìm hiểu được đó là khái lược về triết học. Trong đó, chúng ta đã đi lần lượt qua 4 nội dung. Thứ nhất là chúng ta nắm được nguồn gốc của triết học. Thứ hai, nắm được khái niệm triết học. Thứ ba, nắm được đối tượng nghiên cứu của triết học. Thứ tư, nắm được triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan.